với các bạn. Mình tên là Nguyễn Thọc Thiên Anh, mã số 001. Hiện tại thì mình đang tham dự cuộc thi Miss Nikon ở nhóm nikon.vn. Và ngồi kế mình là anh Mèo Lười, nickname, một nickname rất dễ thương ở trong nhóm Nikon. Anh đang cho mình coi lại những tấm hình của buổi chụp hình ngày hôm nay. Thì đến với cuộc thi ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì các bạn có thể thấy là một không khí rất là nhộn nhịp đang có mặt ở đây, là có rất nhiều bạn model ảnh sẽ tới vào ngày hôm nay. Mình tới cuộc thi này với niềm đam mê là chính và giải thưởng là phụ. Nhưng nếu các bạn yêu thích mình thì hãy nhớ bình chọn cho mình. Mình là Nguyễn Hồng Thiên Anh, đồng mã số 001. Xin chào tất cả các bạn. Ừ, Thiên Anh ơi, hôm nay là cái buổi chụp đầu tiên của Nikon VN, những cuộc thi Miss VN, Miss Nikon VN á. Em có cảm giác làm sao về cái buổi chụp đầu tiên này của mình? Thì lúc đầu thì em cũng rất là khớp với những các anh ở đây đều chụp bằng máy khủng và cứ chỉ cho em vậy đó. Nhưng mà sau khoảng 15 phút là em quen với cái nhịp độ và em cảm thấy đến với cuộc thi này thì giúp cho em có thể tạo dáng trước ống kính và có thể nhìn mình có mấy gương mặt ở trong cuộc sống của mình. Vậy là Thiên Anh là mã số bao nhiêu ha? Dạ em là mã số 001, anh đừng có quên nhé. Không, anh làm sao quên được. Thế là phải về là phải vote Thiên Anh 001 ha. Dạ. Rồi thì anh chúc Thiên Anh là có những nhiều bức hình thật là đẹp với cuộc thi Nikon VN, có được những danh hiệu tốt của cái cuộc thi Miss Nikon VN. Tuyệt vời.